Làm thế nào để cây cam không bị lứt? Chuyên gia chia sẻ 3 bí quyết sau đây. Xin chào quý bà con. Nếu bà con nào mà đang trồng cây cam đường hay là những cây cam V2, là những cây cam mà hay có biểu hiện mà chúng ta bị lứt trái, thì bà con đừng bỏ qua video ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho bà con cái cách để chúng ta nhận biết được những cây cam, những cái quả cam nào mà nó sẽ có tỷ lệ bị lứt cao, và chúng ta sẽ khắc phục bằng những cách như thế nào. Điều đầu tiên thì chúng ta phải quan sát vườn, là nếu mà đối với những cây cam, những cây, đặc biệt là đối với cam đường canh, thì chúng ta phải biết được là nhận dạng được cái hiện tượng quả cam như thế nào mà nó sẽ bị lứt. Thì những quả cam nó hay bị lứt là thường thường là những quả cam, thứ nhất là thấp thành, nghĩa là cái quả của chúng ta, cái thành của nó rất là thấp, cái quả của nó không được dài. Thì nếu mà cái quả mà bây giờ chúng ta đang sinh trưởng mới được có 1/3 giai đoạn phát triển của trái, mà bây giờ cái quả của mình càng dẹt càng thấp ấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái lúm của quả của chúng ta là sẽ bị có vết màu vàng, sẽ lõm vào. Thì nếu mà bây giờ mà những nhà vườn nào mà có quả cam mà bị lõm như vậy, thì bà con hãy lưu ý, thứ nhất là chúng ta phải đánh thuốc lấm thật khỏe để cho hạn chế cái hiện tượng là lấm khuẩn nó xâm nhập vào cái hiện tượng ở cái chỗ lõm đó, và đặc biệt là chúng ta phải bổ sung các chất điều hòa tăng trưởng để chúng ta kéo cái thành này ra. Thì đó chính là cái nguyên nhân nó dẫn đến tình trạng là lứt trái. Cái quả của chúng ta tại thời điểm mà quả nào nó hay bị lứt thì chúng ta sẽ nhận dạng được nó. Còn nếu mà những nhà vườn nào mà cái quả của chúng ta bây giờ là cái lúm nó vẫn còn rất là dài, hoặc là rất là phẳng mà nó lại vỏ vẫn còn đang xù, thì thoải mái anh chị em nhé, nó vẫn như quả chanh ấy, thì chúng ta không ngại gì cả. Đó là cái hiện tượng, hiện trạng của quả có báo hiệu của tỷ lệ lứt. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bị lứt quả cam như thế này. Thì thường thường là theo sĩ thì cái hiện tượng quả lứt của cam thì nó sẽ có 3 cái nguyên nhân chính. Một là do cái quá trình mà chăm sóc, cái chế độ chăm sóc của chúng ta không được cân đối, nghĩa là khi mà chúng ta chăm bón, cái lượng có thể là khi mà chúng ta cho cái lượng kali quá lớn từ lúc ban đầu, thì nó cũng sẽ làm cho cái quá trình mà quả của chúng ta ban đầu ấy, nó sẽ sắt lại. Rất nhiều người thì chia sẻ rằng là cho kali thì nó làm cho cái quả của chúng ta sẽ phát triển, nhưng mà đối với những cây mà phát triển lộc quá mạnh thì chúng ta bổ sung kali để kiểm soát lộc lại. Nếu mà đối với những cây cam trong cái thời điểm mà chúng ta khoanh cành như vậy mà chúng ta bổ sung những cái dòng lượng phân nồng độ kali cao, thì nó cũng sẽ làm cho quả của chúng ta sẽ không phát triển nhiều. Nguyên nhân thứ hai là cái giai đoạn đậu trái là cái thời điểm mà chúng ta cần phải bổ sung một cái lượng hormone tăng trưởng để kéo cái trái của chúng ta phát triển thật nhanh, sẽ giúp cho quá trình mà chúng ta đậu trái nhanh hơn. Hai là nó cũng sẽ làm cái quá trình mà tạo cái vỏ trái của chúng ta một cách nhanh nhất, đó chính là làm cho cái trái của chúng ta sẽ phát triển một cách nhanh, và đặc biệt là sẽ kéo cái vỏ của chúng ta phát triển một cách chủ động hơn so với cái thời điểm sau này. Bà con cứ hình dung như này này, cái trái của chúng ta phát triển theo 3 giai đoạn. Một là phát triển giai đoạn của vỏ trái, hai là phát triển giai đoạn của ruột, và ba là phát triển giai đoạn của hạt và lồng độ gọi là đường. Thì đó chính là cái mà chúng ta phải cần phải quan sát theo từng giai đoạn một. Giai đoạn ban đầu thì chúng ta là sẽ phát triển sinh khối, kéo trái dài hơn, tăng sinh khối của trái. Còn khi mà chúng ta mà bắt đầu ví dụ như chuyển mùa như thế này, thì cái trái của chúng ta sẽ gần như là cái vỏ của chúng ta sẽ phát triển chậm hơn rất là nhiều, chậm hơn cho cái quá trình mà chúng ta phát triển ruột. Bà con lưu ý điều đó. Đó là chính là lý do vì sao mà khi chuyển vào cái thời điểm mà mùa thu thì nó sẽ lại dẫn đến hiện tượng mà xé quả, bởi vì lúc đấy ruột của chúng ta phát triển nhanh, tốc độ vị của trong trái. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là cái chế độ tưới và chăm sóc. Thường thường là chế độ với độ ẩm nhiệt chênh lệch nhau quá lớn đối với một thời điểm nhất định. Ví dụ như trong cái thời điểm mà chúng ta để nước quá khô, hay là để chúng ta lại có thể tưới đột ngột, thì cái chênh lệch độ ẩm nó sẽ làm cho cây của chúng ta không thích nghi được, thì nó cũng là một trong dẫn đến hiện tượng của chúng ta lứt quả. Thì bà con hãy cùng theo sát sĩ để xem là có những cái cách giải quyết như nào để bà con có thể là hạn chế được cái hiện tượng này nhé. Rất là nhiều năm mà sĩ cũng tham khảo, và đặc biệt là có những anh chị em làm vườn rất là lâu năm, đặc biệt là có những cái bác thật sự là chuyên gia, kể cả nhiều anh em ở trên nước ngoài cũng chia sẻ lại với sĩ là một trong cái yếu tố chính để có giúp cho chúng ta có thể là cải thiện cái việc này, thì nó đó là lúc mà chúng ta làm giai đoạn mà đậu trái là chúng ta phải bổ sung sớm nhất. Thì như sĩ đã chia sẻ với anh chị em ấy, nếu mà cái quả nào, cái trái nào của chúng ta mà cái tỷ lệ cao thành nó tốt, thì đó cũng là một trong cái hiện tượng là mình không cần phải phòng tránh nữa, và sĩ cũng đã có những video chia sẻ về điều đó rồi. Còn nếu mà bây giờ mà những cái vườn nào quả mà vẫn còn đang còn nhỏ, còn đang còn bị bóng, thì hơn to đầu ngón tay một chút thôi, thì thời điểm đấy là thời điểm mà chúng ta phải cần cấp cứu thật nhanh. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải điều tiết thật sớm. Nếu không đến thời điểm mà lứt rồi thì chúng ta sẽ không có cách nào để giải quyết được. Nhanh chị em lưu ý điều đó nhé. Thì điều đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên là sĩ chia sẻ với anh chị em là làm thế nào để chúng ta bây giờ là trái của chúng ta phải lớn nhanh hơn bằng cách là gì? Chúng ta vẫn phải cải thiện những cái chất hormone tăng trưởng, nhưng mà sĩ sẽ khuyên bà con hãy tìm những cái hormone tăng trưởng sinh học tự nhiên. Ví dụ như là sĩ vẫn đã không khuyến cáo anh chị em là dùng cái tô mắc, nó có cái điều hòa sinh trưởng sinh học microcarbon, nó là một phân tử hữu cơ, thì nó cũng sẽ làm cho trái của chúng ta ngoài cái việc mà nó phát triển được vỏ, vẫn kéo được cả tế bào vỏ, nó sẽ phát triển thêm
nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của vỏ của trái sau này. Một số anh chị em là có thể dùng GA3 được không thì sĩ khuyên bà con là có thể dùng được, dùng viên sủi cũng được, nhưng mà bà con hãy tìm những làm sao để những có những cái nguồn sinh học, nguồn hữu cơ để nó làm cho cái trái của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà chín, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mà chất lượng của màu mã sau này. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà sĩ tin chắc rằng cái giải pháp đó là giải pháp có thể làm cho nhanh nhất. Nhiều người thì bảo là bổ sung canxi được không, thì sĩ khuyên là mọi người cũng được. Trong cái việc mà chúng ta phải điều tiết được cái điều hòa sinh trưởng thì chúng ta sẽ bổ sung canxi, bởi vì trong cái thời điểm này thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ bổ sung canxi không ấy, thì cái quá trình mà hấp thụ trong cây nó sẽ chậm hơn so với quá trình hấp thụ các chất tăng trưởng rất là nhiều. Thì song song cái việc đó thì chúng ta bổ sung cái canxi chelate, để nếu bây giờ chúng ta chỉ bổ sung canxi không thì nó cũng sẽ không đạt được theo cái yêu cầu của bà con, đặc biệt đối với những cái trái của chúng ta mà nhỏ này, hoặc là cái tỷ lệ mà vỏ của chúng ta mà đang bị nhẵn quá, đặc biệt là tỷ lệ thấp thành nhiều, thì chúng ta cần phải bổ sung điều hòa tăng trưởng thật nhanh. Và một điều lưu ý nữa là chúng ta phải giữ độ ẩm thật là đều, để làm sao chúng ta không, chúng ta tránh cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng đó là một là nhiệt độ nước quá nhiều, hay là cái thời điểm lại để cho nó quá khô. Thì vậy là cái, nếu mà bà con nào mà đang gặp cái tình trạng như vậy là phải kiểm soát được độ ẩm thật tốt. Thì bằng cách khắc phục là chúng ta có thể là dùng hệ thống tưới bằng bếp quay. Thì khi chúng ta nếu mà chúng ta mưa thì không cần sử dụng, nhưng là khi chúng ta trong một thời tuần hoặc là 10 ngày mà chúng ta thấy cái độ nắng gắt nhiều thì chúng ta phải quay cho nó từ 1 đến 2 lần để cho chúng ta duy trì được độ ẩm. Và cái điều thứ ba là bà con phải điều tiết cái lượng phân bón làm sao cho hợp lý nhất. Và trong cái thời điểm bây giờ thì chúng ta phải bổ sung thêm những cái lòng độ về hữu cơ, đảm bảo được cho cái phân bón hữu cơ của chúng ta trong cây, trong đất nó đảm bảo, để làm sao để cho quá trình chuyển hóa dinh dưỡng một cách đều hơn. Chúng ta tránh cái tỷ lệ mà về đạm hoặc cả lân kali chênh lệch nhau nhiều. Và thời điểm bây giờ thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm kali, nhưng vẫn một điều là chúng sĩ quên là cái nồng độ pH rất là quan trọng. Thì chúng ta có thể bổ sung thêm hàm lượng trung lượng là của canxi silic magie cao, thì nó cũng sẽ làm cho cái cây của chúng ta tăng khả năng hấp thụ được chất dinh dưỡng ở dưới gốc, thì nó cũng sẽ làm vỏ của chúng ta phát triển một cách đều đặn hơn nha. Bà con lưu ý việc đó. Đó là ba cái nguyên nhân cũng như là ba cái giải pháp, đặc biệt là cái giải pháp đầu tiên. Thì tin chắc rằng là bà con hãy thử làm thử, áp dụng một cách nhanh nhất để có thể khắc phục được một cái diện tích nào đó, để chúng ta có niềm tin để chúng ta sẽ giải quyết vấn đề vườn của mình. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bà con nào thấy video này hữu ích thì hãy subscribe kênh của sĩ, và đặc biệt là chia sẻ kênh cho bà con, đặc biệt là những anh chị em cùng đang trồng những cây cam giống như bà con đang xem video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo. Đừng quên ấn vào bình luận, đừng quên bình luận ở bên dưới nha. Xin chào.